Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2023 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2023 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ chỉ ra. Trong đó, các địa phương cần hết sức cố gắng tìm ra giải pháp giải quyết những khó khăn, thách thức để chủ động, tích cực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục chú trọng triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tiếp tục triển khai đồng bộ nghiêm túc kết luận số 21 của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự ổn định, đồng thuận để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời chủ động ra soát các vụ việc có nguy cơ phức tạp để tháo gỡ, ngăn chặn sớm, không để thành sự việc lớn, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và bảo đảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chiều nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2024, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại hội nghị, các sở ban ngành liên quan báo cáo tiến độ phê duyệt quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến nội dung chương trình công bố quy hoạch tỉnh và các nhiệm vụ triển khai sau phê duyệt quy hoạch tỉnh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2024, nhiệm vụ giải pháp quý 1 năm 2024, đề xuất dự kiến các công trình khởi công, khánh thành nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tình hình phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Các huyện, thành phố báo cáo công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 1 năm 2024 có nhiều khởi sắc và đề nghị các sở ngành địa phương bám sát các nhiệm vụ đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu căn cứ kế hoạch vốn được giao, các sở ngành, huyện, thành phố phải phân bổ 100% vốn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đối với công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở ngành phối hợp với các huyện, thành phố chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung sửa chữa, chỉnh trang các công trình hạ tầng đô thị, chỉnh trang hệ thống cáp điện, hạ ngầm hệ thống dây điện, tăng cường vệ sinh môi trường, phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các xã, phường, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách,
để mọi người đón Tết vui xuân an toàn, đầm ấm. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành có buổi tiếp ông Hiroyoshi Matsuoka, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, ông Keta Kawanabe, tân Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, đến chào xã giao. Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của tỉnh Vĩnh Phúc cho quá trình phát triển của Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, ông Hiroyoshi Matsuoka cho biết, ông đã hoàn thành nhiệm vụ tại Việt Nam và sẽ được điều động về Nhật Bản để nhận nhiệm vụ mới. Hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc sẽ được bàn giao cho tân Tổng Giám đốc Kenta Kawanabe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành chúc mừng ông Hiroyoshi Matsuoka đã hoàn thành nhiệm vụ và được Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản tin tưởng giao những trọng trách, nhiệm vụ mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn trong thời gian tới, dù ở cương vị công tác nào, ông vẫn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, thu hút hiệu quả các nhà đầu tư lớn trên thế giới, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa các địa phương Nhật Bản với Vĩnh Phúc. Chúc mừng ông Kenta Kawanabe được Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản tin tưởng bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực của mình. Trong thời gian tới, ông Kenta Kawanabe sẽ có nhiều giải pháp để tạo ra bước phát triển mạnh mẽ hơn cho Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, đóng góp tích cực cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc. Năm 2015, Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tại hai xã Thiện Kế và Tam Hợp, huyện Bình Xuyên với diện tích 213 ha, tổng mức đầu tư hơn 135 triệu đô la Mỹ. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút được 42 dự án, gồm 9 dự án DDI, tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, 33 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 950 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động và là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thống nhất với các đơn vị liên quan trong việc triển khai Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024 và chương trình thăm hỏi chúc Tết dự chương trình Tết Nhân Ái năm 2024 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Vĩnh Phúc được tổ chức vào sáng nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chăm lo Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công là thể hiện truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, việc tổ chức cần phải chu đáo, trọn vẹn, tỉnh cũng dành nguồn ngân sách quan tâm thỏa đáng để chăm lo Tết cho các đối tượng, đảm bảo mọi nhà đều được đón xuân đầm ấm và đủ đầy. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về chương trình thăm tặng quà Tết cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo về kế hoạch triển khai vận động và tổ chức lễ phát động phong trào Tết Nhân Ái, Xuân Giáp Thìn năm 2024, Tết Sum Vầy. Theo dự kiến, chương trình Tết Nhân Ái, Xuân Giáp Thìn 2024 và trưng bày các gian hàng chợ Tết Nhân Ái sẽ được tổ chức tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. Dự kiến vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 570 người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hỗ trợ trực tiếp với trị giá 500.000 đồng một suất. Tổng số quà Hội Chữ Thập Đỏ trao tặng trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 là gần 15.000 suất quà. Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng gần 12.000 suất quà và vé xe hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Vĩnh Phúc dành nguồn kinh phí trên 38 tỷ đồng hỗ trợ tặng quà cho người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh trích ngân sách gần 6,7 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà các đơn vị trong và ngoài tỉnh, đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý, đề nghị thăm hỏi trong dịp Tết. Để chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức trang trọng, chu đáo, trọn vẹn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để việc tổ chức được chu đáo, thiết thực, bảo đảm các đối tượng được nhận quà Tết đầy đủ, kịp thời. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả ngành bảo hiểm xã hội đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới,
ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho phù hợp, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới công tác truyền thông, giải quyết chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý các hành vi vi phạm, mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành. Sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách và những khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai, tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, giám sát và kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thực hiện và tuân thủ các cơ chế chính sách và quy định pháp luật về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ. Theo dõi, giám sát tình hình cấp tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh đã thực hiện 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để định hướng, đưa mặt bằng lãi suất của các khoản cho vay mới giảm khoảng 2% so với cùng kỳ. Đồng thời, linh hoạt trong triển khai các chương trình, hình thức huy động vốn hấp dẫn, an toàn, tích cực triển khai các chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng đặc thù, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Nhờ đó, nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, tín dụng tăng trưởng khá, phù hợp với sức hấp thụ vốn yếu của thị trường hiện nay. Tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh đạt trên 126.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 128.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt gần 11%. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Đồng chí Vũ Trí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo 389 và 138 tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và 389 Quốc gia đã đạt được trong năm 2023. Nhấn mạnh bước sang năm 2024, tình hình thế giới và trong nước sẽ khó khăn hơn, nguy cơ tội phạm nhiều khả năng tiếp tục gia tăng. Do đó, ngoài thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm rà soát, kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng chống tội phạm, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong phối hợp giữa bộ, ngành trung ương với các địa phương, đẩy mạnh phòng ngừa kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, các ban chỉ đạo cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trung ương. Đồng chí yêu cầu Cục Quản lý Thị trường làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công an tỉnh chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm có nguy cơ phát sinh gia tăng vào dịp Tết như tín dụng đen, trộm cắp tài sản và các vi phạm về pháo, vật liệu nổ các loại. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các đoàn liên ngành để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn và biến động. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tăng mạnh, vượt kế hoạch của cả năm.
góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế trên địa bàn. Để có cái nhìn tổng quan về kết quả đó, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Hà Đình Nhã, tỉnh ủy viên, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc ạ. Thưa ông, dựa trên những kết quả công bố về thu hút đầu tư năm 2023 thì ông đánh giá như thế nào về kết quả này ạ? Năm 2023 thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp đạt 576,55 triệu đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 165% kế hoạch của năm 2023. Thu hút đầu tư trong nước đạt 6.482 tỷ đồng và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 216% so với kế hoạch. Vậy những nguyên nhân nào tác động tới kết quả thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc trong năm 2023? Có rất nhiều các cái nguyên nhân để tác động tới kết quả thu hút đầu tư năm 2023. Trước hết phải kể đó là nhờ có sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, đó là các cái yếu tố như là môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội là được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển cách đồng bộ. Về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, và các cái hoạt động hỗ trợ cho đầu tư và các dịch vụ tạo thuận lợi cho đầu tư được duy trì một cách thường xuyên đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc. Sức bật của thu hút đầu tư trong năm 2023 là một điểm nhấn rất là sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc. Vậy thì ông có thể phân tích những cái yếu tố mà tác động quan trọng nhất tới kết quả này? Có thể nói yếu tố quan trọng nhất tác động tới kết quả thu hút đầu tư năm 2023 đó chính là thương hiệu địa phương của tỉnh. Vĩnh Phúc những năm gần đây được đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh và mạnh, thu hút vốn FDI thuộc top các địa phương dẫn đầu của cả nước. Những nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư đã tạo ấn tượng tốt đối với các nhà đầu tư. Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng từ những bất ổn tình hình kinh tế, chính trị thế giới, song nhiều nhà đầu tư với năng lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến và hiện đại vẫn quyết tâm đăng ký thực hiện đầu tư dự án mới, dự án mở rộng sản xuất kinh doanh và gắn bó lâu dài với Vĩnh Phúc. Nhờ vậy, vốn đầu tư đăng ký tăng cao so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Vậy trong năm 2024 thì mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh là gì ạ? Đối với nhiệm vụ của năm 2024, đó là phải tiếp tục thu hút các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch tính chất ngành nghề để thu hút vào các khu công nghiệp và định hướng chủ trương của tỉnh. Trong đó là ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, các công nghệ hiện đại, ứng dụng nền tảng số và thân thiện với môi trường, ít phát sinh khí thải nhà kính và có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, tham gia sâu và toàn diện vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, tập trung thu hút FDI vào các ngành và sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh như là công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, phát triển sản xuất thông minh. Dự kiến năm 2024, tỉnh sẽ thu hút vào các khu công nghiệp đạt tối thiểu là 350 triệu USD vốn FDI và khoảng 700 đến 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách và mở rộng không gian phát triển của các địa phương. Để thực hiện việc này, tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và phù hợp với thực tiễn. Để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng phương án tổng thể, hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh và trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Thông qua đó, nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Sở Nội vụ đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành chỉ thị số 49 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 223 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, các địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 được tỉnh triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính và góp phần tinh gọn bộ máy. Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định, cấp xã có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Dự kiến tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Có 12 đơn vị hành chính cấp xã liên kề liên quan đến việc sắp xếp 16 đơn vị này. Như vậy là tổng số sẽ có 28 xã phường thị trấn sẽ sắp xếp để thành lập 13 đơn vị hành chính cấp xã mới. Ở trong đó thì có những địa phương sẽ sắp nhập 3 xã là 1. Tỉnh cũng khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn để tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của cơ quan, tổ chức và đời sống của nhân dân. Vĩnh Phúc phấn đấu trong năm 2024 sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách dôi dư, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.